Bạch Thế Tôn, nói tóm lại, do các Bồ Tát thường vì hữu tình lấy vô sở đắc làm phương tiện, nói pháp đoạn trừ tất cả kiến chấp nên Bồ Tát này còn gọi là Ma Ha Tát. Khi ấy, cụ thọ thiện hiện hỏi Xá Lợi Tử, nếu đại Bồ Tát thường vì hữu tình lấy vô sở đắc làm phương tiện, nói pháp đoạn trừ các kiến chấp, thì do duyên gì mà đại Bồ Tát tự có sở đắc làm phương tiện, khởi lên kiến chấp về sắc, kiến chấp về thọ tưởng hành thức, khởi lên kiến chấp về nhãn xứ, kiến chấp nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, khởi lên kiến chấp sắc xứ, kiến chấp thanh hương vị xúc pháp xứ, khởi lên kiến chấp về nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, khởi lên kiến chấp nhĩ giới, kiến chấp thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, khởi lên kiến chấp về tỷ giới, kiến chấp hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, khởi lên kiến chấp thiệt giới, kiến chấp vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, khởi lên kiến chấp thân giới, kiến chấp xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, khởi lên kiến chấp ý giới, kiến chấp pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, khởi lên kiến chấp địa giới, kiến chấp thủy hỏa phong không thức giới, khởi lên kiến chấp thánh đế khổ, kiến chấp thánh đế tập diệt đạo, khởi lên kiến chấp vô minh, kiến chấp hành thức, danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ ưu não, khởi lên kiến chấp bốn tịnh lự, kiến chấp bốn vô lượng, bốn định vô sắc, khởi lên kiến chấp bốn niệm trụ, kiến chấp bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, khởi lên kiến chấp pháp môn giải thoát không, kiến chấp pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, khởi lên kiến chấp bố thí ba la mật đa, kiến chấp tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, khởi lên kiến chấp năm loại mắt, kiến chấp sáu phép thần thông, khởi lên kiến chấp mười lực của Phật, kiến chấp bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, khởi lên kiến chấp thành thục hữu tình, kiến chấp nghiêm tịnh cõi Phật, kiến chấp Bồ Tát, kiến chấp Phật Đà, kiến chấp truyền pháp luân. Cụ thọ Xá Lợi Tử trả lời thiện hiện, nếu đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa không có phương tiện thiện xảo, lấy cái có sở đắc làm phương tiện, thì liền khởi lên kiến chấp sắc, kiến chấp thọ tưởng hành thức, cho đến khởi lên kiến chấp Phật Đà, kiến chấp truyền pháp luân. Đại Bồ Tát này chẳng thường vì hữu tình lấy vô sở đắc làm phương tiện, nói pháp đoạn trừ các kiến chấp. Nếu đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa có phương tiện thiện xảo, thường vì hữu tình lấy vô sở đắc làm phương tiện, nói pháp đoạn trừ các kiến chấp, thì đại Bồ Tát này chẳng khởi lên kiến chấp sắc, kiến chấp thọ tưởng hành thức, cho đến chẳng khởi lên kiến chấp Phật Đà, kiến chấp chuyển pháp luân. Lúc bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, con cũng muốn nói, do vì nghĩa này nên Bồ Tát còn gọi là Ma Ha Tát. Phật bảo, thiện hiện, tùy ý ông, cứ nói. Thiện hiện bạch, bạch Thế Tôn, do các Bồ Tát vì trí nhất thiết trí mà phát tâm Bồ Đề, tâm vô thượng, tâm chẳng gắn bó với tất cả thanh văn độc giác, nên đối với các tâm như vậy cũng chẳng thủ trước. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì tâm của trí nhất thiết trí ấy là chân vô lậu, chẳng đọa tam giới. Cầu tâm trí nhất thiết trí cũng là vô lậu, chẳng đọa tam giới. Đối với tâm như vậy, chẳng nên thủ trước, nên Bồ Tát này cũng còn gọi là Ma Ha Tát. Khi ấy, Xá Lợi Tử hỏi thiện hiện, thế nào là tâm vô thượng, tâm chẳng gắn bó với tất cả thanh văn độc giác của đại Bồ Tát? Thiện hiện đáp, các đại Bồ Tát từ sơ phát tâm chẳng thấy các pháp có sanh, có diệt, có giảm, có tăng, có lai, có khứ, có nhiễm, có tịnh. Xá Lợi Tử, nếu chẳng thấy các pháp có sanh, có diệt, có giảm, có tăng, có lai, có khứ, có nhiễm, có tịnh, cũng chẳng thấy có tâm thanh văn, tâm độc giác, tâm Bồ Tát, tâm Như Lai, thì này Xá Lợi Tử, đó là tâm vô thượng, tâm chẳng gắn bó với thanh văn độc giác của đại Bồ Tát. Các đại Bồ Tát đối với tâm như vậy cũng chẳng thủ trước. Khi ấy Xá Lợi Tử hỏi thiện hiện, nếu ai đối với tâm như vậy mà chẳng nên thủ trước, thì đối với tất cả tâm của phàm phu ngu si, thanh văn độc giác vân vân cũng chẳng nên thủ trước, và đối với tâm của sắc chẳng nên thủ trước, đối với tâm của thọ tưởng hành thức cũng chẳng nên thủ trước, đối với tâm của nhãn xứ chẳng nên thủ trước, đối với tâm của nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cũng chẳng nên thủ trước, đối với tâm của sắc xứ chẳng nên thủ trước,
đối với tâm của thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng nên thủ trước, đối với tâm của nhãn giới chẳng nên thủ trước, đối với tâm của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra cũng chẳng nên thủ trước, đối với tâm của nhĩ giới chẳng nên thủ trước, đối với tâm của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra cũng chẳng nên thủ trước, đối với tâm của tỷ giới chẳng nên thủ trước, đối với tâm của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra cũng chẳng nên thủ trước, đối với tâm của thiệt giới chẳng nên thủ trước, đối với tâm của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra cũng chẳng nên thủ trước, đối với tâm của thân giới chẳng nên thủ trước, đối với tâm của xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra cũng chẳng nên thủ trước, đối với tâm của ý giới chẳng nên thủ trước, đối với tâm của pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra cũng chẳng nên thủ trước, đối với tâm của địa giới chẳng nên thủ trước, đối với tâm của thủy hỏa phong không thức giới cũng chẳng nên thủ trước, đối với tâm của thánh đế khổ chẳng nên thủ trước, đối với tâm của thánh đế tập diệt đạo cũng chẳng nên thủ trước, đối với tâm của vô minh chẳng nên thủ trước, đối với tâm của hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ ưu não cũng chẳng nên thủ trước, đối với tâm của bốn tịnh lự chẳng nên thủ trước, đối với tâm của bốn vô lượng bốn định vô sắc cũng chẳng nên thủ trước, đối với tâm của bốn niệm trụ chẳng nên thủ trước, đối với tâm của bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo cũng chẳng nên thủ trước, đối với tâm của pháp môn giải thoát không chẳng nên thủ trước, đối với tâm của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng chẳng nên thủ trước, đối với tâm của bố thí ba la mật đa chẳng nên thủ trước, đối với tâm của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa cũng chẳng nên thủ trước, đối với tâm của năm loại mắt chẳng nên thủ trước, đối với tâm của sáu phép thần thông cũng chẳng nên thủ trước, đối với tâm của mười lực của Phật chẳng nên thủ trước, đối với tâm của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng chẳng nên thủ trước. Vì sao? Vì các tâm như vậy đều không có tánh của tâm, phải không? Thiện Hiện đáp, đúng vậy, đúng vậy, đúng như Ngài nói. Khi ấy Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện, nếu tất cả tâm vì không có tánh của tâm chẳng nên thủ trước, thì sắc vì không có tánh của sắc chẳng nên thủ trước, thọ tưởng hành thức vì không có tánh của thọ tưởng hành thức cũng chẳng nên thủ trước, nhãn xứ vì không có tánh của nhãn xứ chẳng nên thủ trước, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vì không có tánh của nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cũng chẳng nên thủ trước, sắc xứ vì không có tánh của sắc xứ chẳng nên thủ trước, thanh hương vị xúc pháp xứ vì không có tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng nên thủ trước, nhãn giới vì không có tánh của nhãn giới chẳng nên thủ trước, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra vì không có tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng nên thủ trước, nhĩ giới vì không có tánh của nhĩ giới chẳng nên thủ trước, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, vì không có tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng nên thủ trước, tỷ giới vì không có tánh của tỷ giới chẳng nên thủ trước, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, vì không có tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng nên thủ trước, thiệt giới vì không có tánh của thiệt giới chẳng nên thủ trước, vị giới, thiệt giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, vì không có tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng nên thủ trước. Thân giới, vì không có tánh của thân giới chẳng nên thủ trước. Xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, vì không có tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng nên thủ trước. Ý giới vì không có tánh của ý giới chẳng nên thủ trước. Pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, vì không có tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng nên thủ trước. Địa giới vì không có tánh của địa giới chẳng nên thủ trước. Thủy hỏa phong không thức giới vì không có tánh của thủy hỏa phong không thức giới cũng chẳng nên thủ trước. Thánh đế khổ vì không có tánh của thánh đế khổ chẳng nên thủ trước. Thánh đế tập diệt đạo vì không có tánh của thánh đế tập diệt đạo cũng chẳng nên thủ trước.
Vô minh vì không có tánh của vô minh chẳng nên thủ trước. Hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ ái, thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ ưu não. Vì không có tánh của hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não cũng chẳng nên thủ trước. Bốn tịnh lự vì không có tánh của bốn tịnh lự chẳng nên thủ trước. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc vì không có tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng chẳng nên thủ trước. Bốn niệm trụ vì không có tánh của bốn niệm trụ chẳng nên thủ trước. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo vì không có tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo cũng chẳng nên thủ trước. Pháp môn giải thoát không vì không có tánh của pháp môn giải thoát không chẳng nên thủ trước. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện vì không có tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng chẳng nên thủ trước. Bố thí ba la mật đa vì không có tánh của bố thí ba la mật đa chẳng nên thủ trước. Tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa vì không có tánh của tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa cũng chẳng nên thủ trước. Năm loại mắt vì không có tánh của năm loại mắt chẳng nên thủ trước. Sáu phép thần thông vì không có tánh của sáu phép thần thông cũng chẳng nên thủ trước. Mười lực của Phật vì không có tánh của mười lực của Phật chẳng nên thủ trước. Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì không có tánh của bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng cũng chẳng nên thủ trước, phải không? Thiện Hiện đáp, đúng vậy, đúng vậy, đúng như Ngài đã nói. Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện, nếu tâm của trí nhất thiết trí là chân vô lậu, chẳng đọa tam giới, thì tất cả tâm của phàm phu ngu si, thanh văn độc giác vân vân cũng phải là chân vô lậu, chẳng đọa tam giới. Vì sao? Vì các tâm như vậy bản tánh cũng là không. Vì sao? Vì bản tánh của pháp không là chân vô lậu, chẳng đọa tam giới, phải không? Thiện Hiện đáp, đúng vậy, đúng vậy, đúng như Ngài đã nói. Xá Lợi Tử hỏi, sắc cũng phải là chân vô lậu chẳng đọa tam giới, thọ tưởng hành thức cũng phải là chân vô lậu chẳng đọa tam giới. Vì sao? Vì sắc thọ tưởng hành thức bản tánh đều không. Vì sao? Vì bản tánh của pháp không là chân vô lậu chẳng đọa tam giới, phải không? Thiện Hiện đáp, đúng vậy, đúng vậy, đúng như Ngài đã nói. Xá Lợi Tử hỏi, nhãn xứ cũng phải là chân vô lậu chẳng đọa tam giới, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cũng phải là chân vô lậu chẳng đọa tam giới. Vì sao? Vì nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt thân, ý, xứ, bản tánh đều không. Vì sao? Vì bản tánh của pháp không là chân vô lậu, chẳng đọa tam giới, phải không? Thiện Hiện đáp, đúng vậy, đúng vậy, đúng như Ngài đã nói. Xá Lợi Tử hỏi, sắc xứ cũng phải là chân vô lậu, chẳng đọa tam giới, thanh hương vị xúc pháp xứ cũng phải là chân vô lậu, chẳng đọa tam giới. Vì sao? Vì sắc thanh hương vị xúc pháp xứ bản tánh đều không. Vì sao? Vì bản tánh của pháp không là chân vô lậu chẳng đọa tam giới, phải không? Thiện Hiện đáp, đúng vậy, đúng vậy, đúng như Ngài đã nói. Xá Lợi Tử hỏi, nhãn giới cũng phải là chân vô lậu chẳng đọa tam giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cũng phải là chân vô lậu chẳng đọa tam giới. Vì sao? Vì nhãn giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, bản tánh đều không. Vì sao? Vì bản tánh của pháp không là chân vô lậu, chẳng đọa tam giới, phải không? Thiện Hiện đáp, đúng vậy, đúng vậy, đúng như Ngài đã nói. Xá Lợi Tử hỏi, nhĩ giới cũng phải là chân vô lậu, chẳng đọa tam giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cũng phải là chân vô lậu, chẳng đọa tam giới. Vì sao? Vì nhĩ giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra bản tánh đều không. Vì sao? Vì bản tánh của pháp không là chân vô lậu chẳng đọa tam giới, phải không? Thiện Hiện đáp, đúng vậy, đúng vậy, đúng như Ngài đã nói. Xá Lợi Tử hỏi, tỷ giới cũng phải là chân vô lậu chẳng đọa tam giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra cũng phải là chân vô lậu chẳng đọa tam giới. Vì sao? Vì tỷ giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra bản tánh đều không. Vì sao? Vì bản tánh của pháp không là chân vô lậu chẳng đọa tam giới, phải không? Thiện Hiện đáp, đúng vậy, đúng vậy, đúng như Ngài đã nói.